Em chào anh Phong ngày mới này, chào bác cà phê đắng này. Hôm nay thì em Hương lại lên sóng và báo giá trong một cái buổi trưa khá là mát trời ở Hải Dương các bác nhé. Sáng thì mưa to, cứ nghĩ rằng là trưa nay sẽ không lên sóng được cơ, nhưng hôm nay lại bắt đầu dâm rồi, rất là may mắn luôn ạ. Em nay Hương sẽ ghim trực tiếp số hotline vào đây được không ạ? 0354602790. Cuối tuần rồi cũng cho em Hương xin gửi lời chào sức khỏe này tới toàn thể khách hàng thân yêu của em Lê Hương nhé. Chào anh Giang Nguyễn Đình Nan, chào Hoàng Hải này, chào bác Thơm Lê nào. Xe bên em hôm nay về thêm có Honda Civic này, Eco Sport số sàn đời, số sàn 5 chỗ ngồi gầm cao nhé. Cảm ơn Diệp Thư nhé, con chào dì Vũ Huế nào. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em các trang cá nhân và hội nhóm được không ạ? Xe bên em Lê Hương giá chỉ từ 58 triệu, về thêm 5 chỗ ngồi gầm cao Civic giá chưa đến 400 triệu đâu ạ. Có Eco Sport này. Em chào anh Giai Dương Kết này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em. Số hotline em sẽ ghim trực tiếp vào đây rồi. Đấy ạ. Bác nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng thì các bác có thể kết nối trực tiếp cho em Lê Hương có hotline, hoặc cũng có thể đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, khu vực Hải Dương, khu vực miền Bắc này các bác nhé. Ngày mới chúc em buổi trưa nhà mình nhiều niềm vui. Cảm ơn danh giai Dương Kết này. Chào chị gái Hà Nhung. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhé. Hôm nay thời tiết khá là dâm và mát trời luôn này. Honda Civic về thêm này, City thì bán rồi này, về thêm Civic, về thêm 5 chỗ ngồi gầm cao số sàn, giá chỉ trên 300 triệu thôi. Em chào anh Nguyễn Dân nhé. Đừng tiếc những lượt like, những lượt tim ủng hộ em Lê Hương ạ. Thời tiết rất là mát luôn anh ạ, nhưng thời tiết dạo này nó rất thất thường lắm, lúc thì mưa, lúc thì nắng ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em đây ạ. Xin phép được mặc áo lắng các bác nhé, không tí nó bừng lắng lên lại không kịp trở tay. Em chào anh Nguyễn Tuấn ạ. Chào anh Giai Nguyễn Dân nào, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Honda City thì bán rồi này, em chốt cho khách rồi, còn có Honda Civic mới về, 5 chỗ ngồi gầm cao cũng có luôn. Innova số sàn 2007 giá chỉ trên 200 triệu các bác này. Honda City của em đây ạ. Máy số chất 2014 zin đẹp, toàn xe lên về cái là bán luôn nhá. Và bên cạnh Honda City là em còn có một chiếc xe Eco Sport này. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2015 nhá. Giá chào bán của chiếc xe Eco 5 chỗ ngồi gầm cao này là em đang chào bán là 415 triệu. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em là bác Xuân Cường ơi. 5 chỗ ngồi gầm cao có Eco Sport bản Titanium. Hôm nay còn về thêm cả số sàn màu đỏ 5 chỗ ngồi gầm cao nhé. Bác nào đang quan tâm về gầm cao 5 chỗ ngồi giá rẻ màu đỏ đẹp thì kết nối Zalo cho em nhé. Chào anh Tuấn Móm, chào anh Phạm Vương, chào bác Nguyễn Hòa Thái Hà này. Chào bác Lương Xuân Thăng này. Thả tim chia sẻ cho em nào. Titanium phiên bản có cửa lóc, túi khí an toàn, đề lổ khởi hành, điều hòa auto tự động này. Máy em này là máy Eco siêu tiết kiệm nhiên liệu. Và giá chào bán chỉ có bao nhiêu ạ? 415 triệu cho chiếc xe Eco bản Titanium của em đây ạ. Nhiều xe đẹp, cảm ơn các bác rất là nhiều. Và đừng quên những lượt tim chia sẻ giúp em nhé. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao em có luôn. Em còn mới về thêm Honda Civic này, Tucson này, Kia Rio số sàn này, xe tập lái Spark này, Vios 2013. Rất là nhiều những mẫu xe đang được chào bán với em ạ. 7 chỗ ngồi thì em còn có Captiva nhá, Captiva máy xăng và Santa Fe máy dầu đấy ạ. Một chiếc xe giá rẻ 7 chỗ ngồi Captiva đời 2004, động cơ đời 2007 ạ, động cơ trang bị 2.4 số sàn 7 chỗ ngồi. Cam 360 xi nhan trên gương. Một chiếc xe máy xăng 7 chỗ ngồi khá là rộng rãi và thoải mái, đi gia đình ok. Mà giá bao nhiêu ạ? 199 triệu. 199 triệu cho một chiếc xe Captiva đến từ thương hiệu Chevrolet nhé. Đèn bi salon có đèn gầm rồi, xi nhan trên gương đầy đủ cho em nào. Chào bác Cường Nhất, chào bác Đặng Quang. Thả tim, thả like nhiệt tình lên các bác ơi. Màn hình Android hỗ trợ trơn trượt đổ đèo này, máy 2.4. Mức tiêu hao nhiên liệu của em nó sẽ rơi vào tầm 9 đến 10 lít nhé. 9 đến 10 lít vì 7 chỗ ngồi mà. Ít hay nhiều thì nó cũng sẽ ăn xăng nhiều hơn, 5 chỗ cõng trên lưng nhiều người hơn ạ. Xe quá là đẹp luôn, 7 chỗ ngồi Captiva. Hôm trước bác nào hỏi em chưa có đâu, hôm nay mới về đây ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Còn mới về cả Civic này, mới về cả gì nhỉ? Kia Morning số tự động giá rẻ luôn. Ở đây em còn có i10 nhá, dòng xe i10 quốc dân cũng có đây. Em chào anh Quang Đại nào.
Thả tim nào các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Một chiếc xe i10 đời 2015 bản nhập ấn số sàn, động cơ trang bị 1.0, có gương kính cụp chỉnh tự động cho em này. Biển 30 thủ đô Hà Nội, một trong những dòng xe thương hiệu quốc dân các bác nhé. 245 triệu cho chiếc xe i10 đời 2015. Đời 2015 và em này là bản đủ nhá, không phải bản thiếu đâu, giá quá là hợp lý luôn đúng không ạ? Giá hợp lý luôn, 245 triệu bao hồ sơ và còn bớt cho các bác nhà mình. Có i10 2015 bản nhập ấn bản đủ này. Bản đủ sẽ có phanh ABS, xi nhan trên gương, na răng thể thao, cảm biến va chạm, gương kính cụp chỉnh này. Em này cũng có đề lộ khởi hành start top đầy đủ rồi. Hyundai i10 2015 bản đủ nhập ấn nhá, 245 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Chào bác Hoàng Nhiên, chào bác Phương Trường, chào bác Hoàng Dư này. Con chào cậu Thiết Đồng. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không nào? Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán, bên em quan tâm thì cứ bình luận phía dưới, em sẽ quay chi tiết và em review cho các bác nhà mình xem nhé. Có bán xe trả góp không em? Anh Phương Trưởng ơi, trả góp bây giờ thì hơi khó làm một chút nhé. Nó kén về tỉnh nữa, anh ở tỉnh nào ạ? Tùy tỉnh mới làm được anh nhé. Tùy tỉnh mới làm được, kết nối Zalo và để lại số điện thoại em tư vấn về về trả góp cho anh dễ hiểu nhá. Nói trên livestream nó sẽ hơi bị dài một chút ạ. Em chào anh Vũ Hiếu Thắng này, lâu lắm rồi mới gặp anh nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em là bác Vũ Quang Minh ơi. Ở đây một chiếc xe bản nhập khẩu nha các bác nhìn này. Một chiếc xe của bác Bộ Tư lệnh luôn. Bộ Tư lệnh, giá của một chiếc xe Kia Morning ạ. Bạc Liêu thì khó làm trả góp anh ạ, vì trong khu vực xa đấy em khó làm trả góp nhé. Hà Nội hay nào những khu tỉnh lân cận sẽ làm dễ hơn ạ. Một chiếc xe Kia Morning đời 2004, nhưng điều đặc biệt là em này là số tự động đẹp này. Biển 36 ạ, con accent em ơi. Ok anh Nguyễn Dân, có accent vừa sàn vừa tự động nhá. Đợi em một chút ạ. Một chiếc xe Kia Morning bản nhập khẩu đời 2004 các bác nhìn này. 146 triệu, cam 360, cánh gió thể thao. Và có màn hình giải trí, túi khí an toàn, đề lộ start top. Em này chỉ cần cầm chìa khóa ra bên ngoài thôi là tự động chốt cửa. Dù giá xe chỉ có 146 triệu nhưng em nó đủ option như là siêu xe hàng tỷ luôn. Ốp lên la răng thể thao này, cam 360, chìa khóa khiển, đèn nét quanh xe. Em đã lên ảnh rồi, chiều nay sẽ lên video chi tiết về chiếc xe 146 triệu của em các bác nhé. Thay vì đi một chiếc xe máy thì các bác sao không thử cho mình một chiếc xe ô tô giá bình dân ạ. Hộ nghèo hay hộ cần nghèo đều có thể đi được luôn. 146 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản nhập của em Lê Hương đây các bác này. Màn hình giải trí, đề lộ thông minh, độ lên đèn led rất là nhiều. Sơn A có làm trả góp được không ạ? Bác đời tài xế ơi, kết nối Zalo cho em 0354602790. Kết lướt thối qua Zalo một chút nữa thì em sẽ quay chi tiết cho các bác. Và em sẽ nhắn tin riêng cái mục mà làm trả góp cho anh nhé. Thả tim mà chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Màu đỏ này, biển 36, cam lùi, màn hình giải trí, đề lộ thông minh. Giá chỉ có 146 triệu. Nhưng sang màu đỏ này là một thương hiệu của Mazda. Mazda 3 đời 2017, bản phanh tay điện tử và hai chế độ lái này. Lên đèn bi sân lông, biển số siêu VIP luôn. Giá chào bán là 535 triệu. 2017 Mazda 3 đời 2017 các bác nhé. Phím mở một trạm thông minh này. Bản này sẽ có phanh tay điện tử và hai chế độ lái này. Bác nào với cái tầm tiền 500 hoặc trên 500 một chút có thể tham khảo về Mazda cho em nhé. Thật sự rất là đẹp luôn, nội thất máy số Mazda đi cực chất luôn. Bên trong cũng khá là sang đúng không ạ? Nói chung là em này là bao tết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Vì đời cao như thế này không có một cái lỗi lầm gì cả. Đời sau em đã không làm xe lỗi rồi thì đời cao càng không có xe lỗi luôn. 1.5 2017 535 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Full option rồi. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng này. Vô lăng tích hợp các phím bấm, cửa sổ trời, phanh tay điện tử. Có chế độ lái thường và sport luôn nhé. Một chiếc xe Mazda. Lên đèn bi và có đèn gầm rồi. Nước sơn màu đỏ đẹp đây. Chào cô Toán Thủy Điện này. Chào bác tiệm bạc Thanh Tùng. Chào bác Thái Nguyên. Chào bác Đinh Dũng. Chào bác Trần Luyện ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương, lên các trang cá nhân và hội nhóm nhé. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại, kết nối Zalo em tư vấn nào. Ở đây em còn có một siêu phẩm cực kỳ là hiếm luôn. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota. Một chiếc xe RAV4. RAV4 đời 2009. 7 chỗ ngồi gầm cao. Em này chính thức là xe 5 cộng 2 các bác nhé. Xe này chính thức là 5 cộng 2.
Một chiếc RAV4 đời 2009 số tự động đẹp. Nhưng điều đặc biệt là gì? Lớp sơn bên ngoài màu xanh đời 2009 nhưng em này vẫn giữ được nguyên zin bản toàn xe luôn. Nội thất zin này, túi khí an toàn, canh xe. RAV4 2009 số tự động đẹp em đang chào bán với giá là 400 triệu tròn. Nói chung là cả cái khu vực miền Bắc này không có một chiếc thứ hai đẹp như chiếc RAV4 này của em đâu ạ. Hàng siêu hiếm luôn, gọi này là hàng kịch độc rồi các bác này. Đèn bi salon có, đèn gầm có, nước sơn màu xanh. Màn hình cam hành trình có hết rồi, biển 15 Hải Phòng. Zin từ máy số này, nội thất zin này, sơn zin này. RAV4 2004 đến từ thương hiệu Toyota, 400 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay bớt trực tiếp trên livestream 15 triệu đồng cho chiếc xe này. Vì chiếc xe này em mua được lộc các bác nhé. Mua được lộc em để lại cái lộc cho các bác nhà mình. 485 triệu cho, à em xin lỗi, 385 triệu cho chiếc xe RAV4 của em Lê Hương đây các bác này. Em này là dòng 5 chỗ cộng 2 các bác nhé. Đây các bác nhìn này, Toyota RAV4 này, nước sơn màu xanh, zin đẹp toàn xe. Cam lùi, cam hành trình, kệ bước chân lên xuống có hết ạ. Cho em xem xe dưới 100, ok bác Hùng Phạm này, ok bác Phạm Quý nào. Thả tim chia sẻ để được mua xe với giá rẻ là các bác ơi, có xe dưới 100 nhá, đợi em một chút. Em sẽ quay vào bên trong quay accent và tầm xe dưới 100 cho các bác nhà mình tham khảo này. Còn em đang đứng ở bên ngoài đây thì em sẽ quay hết một dàn bên ngoài nhé. Một chiếc xe Captiva màu đen đời 2008 đây. Cũng là một trong những dòng xe 7 chỗ ngồi giá rẻ. Nhưng em này nhìn là Captiva là các bác biết rồi. Xin nhan trên gương cũng là số sàn 2.8 nhưng giá chỉ có 216 triệu thôi. 216 triệu cho một chiếc xe 7 chỗ ngồi Captiva. Đèn bi salon này, đèn gầm rồi, biển 15 Hải Phòng. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em nhé. Động cơ trang bị là 2.4 số sàn đời 2008 này. Nội thất bên trong khá là sạch sẽ, gọn gàng. Trần nỉ nguyên zin này. Vô lăng thiết kế 4 chấu hỗ trợ trơn trượt đổ đèo nhá, 7 chỗ ngồi gầm cao. Em này sẽ là điều hòa auto, không phải điều hòa chạy bằng cơ đâu ạ. Đây là điều hòa auto các bác nhé. Chào bác Phạm Quý, chào bác Phương Thái Hoàng, chào bác Huyền My, chào bác Tuấn Phạm nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi, thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Xe từ 58, 65, 80, 90, 100 em có một dàn luôn. Cùng em xem buổi báo giá ngày hôm nay em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình nhé. Hôm nay em còn mới về thêm bán tải BT50 nữa cơ. Honda City, à Honda Civic nữa này. À, con này là 216 triệu cho chiếc xe Captiva màu đen 7 chỗ ngồi của em Lê Hương đây ạ. Và bên cạnh Captiva là một chiếc xe Kia Soluto đời 2020, đời cao đỉnh của chóp luôn. Kia Soluto full đẹp toàn xe luôn. Em này đang chào bán với giá là 425 triệu. 425 triệu đời 2020 có Kia Soluto đi các bác nhé. Đèn halogen, dưới là đèn bi và có giải đèn nét rồi. À, la răng đa chấu và phanh ABS 4 bánh luôn. Xi nhan trên gương, động cơ trang bị 1.4 siêu tiết kiệm nhiên liệu này. Đề lộ khởi hành start top, vô lăng tích hợp các phím bấm này. Có màn hình ghế da hai màu. Bác nào mà đang yêu thích dòng xe bản sedan hai đầu mà đẹp màu đỏ, số tự động đời cao, giá hợp lý thì không thể bỏ qua Soluto nhé. 425 triệu. Em còn bao hồ sơ và em còn bớt ạ. Chào bác Trần Kim, chào bác Thương Vũ nào. Chia sẻ lên cho em đi nào các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe luôn. Dưới 100 triệu và accent em sẽ quay luôn cho các bác nhà mình này. Innova 2013 của em đây, 365 triệu số sàn, một chút nữa em sẽ quay sau. Em sẽ quay những dòng xe tầm tiền vừa vừa để các bác nhà mình có thể tham khảo nhé. Chiếc này là hơn 100 triệu này. 145 triệu có Kia Morning số tự động đi rồi. 146 triệu nhé đây. Còn bên đây sẽ là một chiếc xe Hyundai Accent vừa vừa bác nào bình luận đây. Hyundai Accent số tự động biển 89 màu xanh. Đèn halogen có thêm một dải đèn nét này. La răng xin nhan trên gương đầy đủ rồi. La răng hợp kim đa chấu nhá, phanh ABS. Em này có giá là 333 triệu. 333 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent bản nhập khẩu số tự động. Động cơ trang bị 1.4 ạ. Có Hyundai Accent nhá, hiện tại em đang có hai chiếc Accent tự động bản nhập luôn. Em này là 335 triệu. Một em nữa biển thủ đô Hà Nội là 345 triệu, máy số zin, sơn zin luôn. Cực kỳ đẹp nào. Chia sẻ lên các bác ơi, rất là nhiều mẫu xe luôn. Accent đây, 333 triệu còn bao hồ sơ. Và còn bớt thêm. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em các bác nhé. Chào bác Nguyễn Quỳnh, chào bác Nguyễn Đình, chào bác Nguyễn Công Giáp nào. Xe dưới 100 triệu nào.
dưới 100 triệu là có Spark và có Matiz luôn nhá. Đây ok, một chiếc xe màu trắng đẹp. Đây các bác này, một chiếc xe Spark đăng ký 5 chỗ ngồi nhưng giá chỉ có 98 triệu thôi. Và đang trên đường về một dàn xe Spark tập lái nữa các bác nhá. 2-3 hôm nữa thôi là em Lê Hương sẽ lên sóng cho các bác nhà mình rất là nhiều dòng xe tập lái này. Sắp đến mùa mưa rồi. Mùa nắng các bác có thể ở thôi đi xe máy nó mát một chút cũng được, không sao. Nhưng đến mùa mưa, mùa lạnh rồi, đi ô tô thì nó sẽ ấm áp và sạch sẽ hơn, không bị rét các bác nhé. Đây ạ, à, một chiếc xe Spark đời 2010, động cơ trang bị 0.8, ăn xăng như nào? Các bác hay trêu em là ăn xăng như ngửi đây. Ăn xăng như ngửi luôn. Vô lăng thiết kế hai chấu trần da sạch sẽ rồi. Giá chào bán là 98 triệu, em còn bớt, còn lộc cho các bác nhà mình lấy may này. Chào bác Quân Bùi, chào bác Nhật Minh, chào bác Hoa Nguyễn, chào cô Lê Hảo nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Lê Hương đi nào các bác ơi, lên 100 khách hàng ngày hôm nay đi nào. Đây ạ, à, dưới 100 triệu em có Spark màu trắng nhá. Không phải là hai chỗ đâu mà là đăng ký 5 chỗ ngồi luôn. Đăng ký 5 chỗ ngồi đi gia đình, đi xa thoải mái cho em ạ, đi xa thoải mái cho em. Em đã tiết em này từ Thái Nguyên đi một mạch về đây các bác nhá, đi một mạch về đây Thái Nguyên này. 98 triệu có Spark nào. Lên rồi các bác ơi, Xpander số sàn em đang tạm hết anh đời tài xế nhá. Xpander số sàn hay là số tự động thì đều tạm hết. Thứ nhất là cái giá của nó rất là cao, thứ hai là nhiều luồng ý kiến trái chiều rằng Xpander sẽ yếu hơn so với Innova và Orlando. Và giá của em nó rất là ngược, dòng xe lướt so với dòng xe mới thì nó không lệch nhau quá là nhiều đâu anh ạ. Ok, để lại số điện thoại cho em nhá các bác nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bên cạnh những dòng xe 7 chỗ máy xăng thì em còn có 7 chỗ máy dầu luôn nhá. Một chiếc xe Santa Fe nhưng giá chỉ trên 300 triệu thôi. Santa Fe đời 2007 với động cơ trang bị của em này là 2 chấm mấy nhỉ? Em này 2 chấm mấy nhỉ? Giá chào bán là 375 triệu. Santa Fe máy dầu, số tự động, xe đăng ký 7 chỗ ngồi đây, biển 20. Về ngoại thất của em này nhìn phát là đã thích rồi, nước sơn màu đen. Hầu hết xe ô tô các bác thường thích là đen, trắng và màu đỏ đúng không ạ? Thêm màu đó nhiều bác thích màu xanh và màu bạc là vì hợp phong thủy nó đúng không ạ? Nhưng em này là màu đen, rất là dễ luôn. Màu đen 2007 em đang chào bán là 375 triệu. Cụm đèn pha phía trước này có thêm một dải đèn led phía dưới này, đèn gầm có rồi. Xi nhan của em này thì không thích hợp ở trên gương đâu ạ, mà có đèn bi sân lông đầy đủ cho em nhé. La răng thể thao một dàn lốp dày đây. 375 triệu, tất cả chỉ số gương kính này đều liền đời theo xe. Máy dầu, số tự động đẹp có Santa Fe. Santa Fe đây ạ, máy dầu 7 chỗ ngồi trần nỉ nguyên zin. Vô lăng thiết kế 4 chấu có túi khí an toàn, 7 chỗ ngồi rộng rãi, các bác có thể đi gia đình, máy dầu quá là hợp lý đúng không ạ? Máy dầu thì bao giờ các bác cũng yêu thích hơn là máy xăng. Chính vì vậy nên em về thêm rất là nhiều dòng xe máy dầu các bác nhé. Thả tim nào. Màu đen, màu trắng là màu trung tính nên hợp tất cả mọi người. Đúng rồi bác Nguyễn Quỳnh nhé. Nói chung là hai cái màu đấy là hai cái màu quốc dân rồi. Còn nhiều khi những bác nào thích sự nổi bật này hoặc thích về phong thủy thì sẽ là thay đổi một chút thôi. Còn đâu là màu đen với màu trắng thì vẫn là quốc dân. Còn nếu như bản thân em là nữ thì em nghĩ nhiều chị em phụ nữ cũng thích sẽ thích màu đỏ anh nhé. Ví dụ như chiếc màu đỏ Hyundai Accent đời 2020 của em Hương đây. Hyundai Accent đời 2020 bản tiêu chuẩn nhé. Em đang chào bán với giá là 498 triệu. Giá quá là hợp lý cho đời 2020 đúng không ạ? 498 triệu Accent bản bay hay còn là bản tiêu chuẩn đây. Đèn bi sa lông này, có dải đèn led này. Nói chung là bao tiết hãng toàn quốc, mới zin từng con ốc luôn. Đèn gầm đầy đủ cho em rồi, xin nhan tích hợp ở trên gương. Tay lắm cửa lẹp chân kính các bác nhìn này, ốp hết mạ chrome sáng choang luôn. Đây là phím mở một trạm thông minh trên hai cánh trước nhá, mở bên trong ra quá là yêu luôn. Dù là nam hay là nữ thì không thể thì cũng không quá là kén vào cái màu đỏ này đâu ạ. Em này thì có đề lộ khởi hành start top đây, điều hòa mát lạnh, số tự động, ghế da sang luôn nhá. Ghế da bọc cái nội thất của Hyundai Accent màu quá là sang luôn. Trần lỉ nguyên zin này. Hyundai Accent 2020 order chuẩn của em nó là hơn 2 vạn, em nhìn xa xa mắt hơi cận một chút em nhìn a 2 vạn 8 hay sao ạ? 2 vạn 8 này, 2020, giá chào bán là 498 triệu, còn bao hồ sơ và còn bớt thêm. Màu đỏ số tự động cực kỳ tươi trẻ luôn. Thật sự là rất là tươi trẻ đối với cái màu này của em Hương nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Em chào anh Điện Máy Huyền Dũng này.
chào bác Phạm Thiếu Đại Gia, tên quá là hay luôn. Chào bác Coco Mi, chào bác Nguyễn Văn Thái, chào bác Linh Phượng nào. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào, rất là nhiều mẫu xe luôn. Accent với cái tầm tiền gần 500 triệu mà nếu kinh tế cao quá thì các bác có thể chuyển sang CDX nhé. Cũng là dòng xe tự động bản nhập nhưng mà giá sẽ hợp lý hơn nhé. Hyundai Accent đời một chiếc xe CDX này. CDX La City CDX biển 28 nước sơn màu đen. Phía sau xe cũng có đầy đủ hệ thống cảm biến va chạm này. Chào bác Nhật Minh nào, thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Một chiếc xe CDX bản full có ga tay tự động. Ghế da là ghế da muối đời 2010 đây. Số tự động giá hợp lý là có xe La City CDX ạ. Động cơ trang bị 1.6. Em này thì lên được màn hình cảm ứng rồi này. Để nổ khởi hành start top, điều hòa nóng lạnh hai vùng. Sấy sưởi ghế và điều hòa ghế cũng có luôn nhá. Và có luôn cả nhớ ga tự động. Cửa sổ trời đầy đủ cho em. Một chiếc xe CDX đời 2010 bản full có ga tay tự động và có ghế muối đầy đủ rồi. Giá chào bán là 265 triệu. 265 triệu với lớp sơn màu đen đẹp nhá. Em cũng đang về thêm một chiếc xe CDX 2009 màu đen. Máy số cũng còn đẹp luôn. Mới về ngày hôm qua nhưng mà chưa kịp rửa dọn gì lên, chưa lên sóng được. Em chào anh Giai Chính Trần nào. Chào anh Yusu là anh Yusu ơi, mới về Cruise 2011 màu trắng đẹp đấy nhá. Đây ạ, còn có cả Eco Sport này. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. i30 số tự động cũng mới về thêm nhé. Chiều ngày hôm qua mới phun tiền một chiếc xe i30. Thì ngay ngày hôm sau em lại về thêm nhé. Sáng nay về thêm i30 đời 2009 này. 4 số 1 chủ từ mới biển thủ đô Hà Nội này. Đẹp kính cong luôn. Đời 2009 mà em Hương nhìn như 2019 luôn. Hyundai i30 cực kỳ là rộng rãi các bác nhé. Cực kỳ là rộng rãi luôn. Chiều nay em sẽ lên video chi tiết vì sáng nay em có nháp qua một chút hình ảnh nhiều bác quan tâm quá. Anh ơi đam mê thì thả tim thả like cho em anh nhé. i30 số tự động này, ghế da zin này, điều hòa auto, màn hình Android cảm ứng này, có cho em cửa sổ trời này, có sấy sưởi ghế và điều hòa ghế hai vùng nhá, vì đây là bản nhập Hàn này. Tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh, vừa mới cập bến đây ạ. Màn hình xịn Z-Tech này. Cam lùi, cam hành trình có hết rồi. 308 triệu cho một chiếc xe i30 số tự động, một chủ sử dụng từ mới này, biển thủ đô Hà Nội. Màn hình có đèn led cho em nhá. Đèn bi salon là đèn pha này và có đèn led đầy đủ rồi, đèn gầm nữa đây. Xin nhan trên gương. 308 triệu nhưng mặc dù mới về lộc lá luôn 8 triệu đồng, còn 300 triệu chốt trực tiếp trên livestream. Em vẫn bao hồ sơ cho các bác nhà mình có i30 đi nhá. Em chào anh Nguyễn Võ Thái Kỳ, chào bác Nguyễn Phương Uyên nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Giai Phạm Thưởng nào. Anh Giai Phạm Thưởng nó tặng được chị đã nhắm được chiếc xe nào cho chị gái em chưa? i30 bản Crown, bản này là bản Crown full kịch luôn, bản CW nhá. 308 triệu đời 2009 này, bản nhập Hàn, sấy sưởi ghế, sấy sưởi kính có hết luôn. Một chủ sử dụng từ mới này. Và hôm nay em còn về thêm được một chiếc xe nữa, đó chính là BT50. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mazda. BT50 Mazda các bác nhé. Em này được sản xuất vào năm 2015 với động cơ trang bị 2.2. Bán tải BT50 máy dầu số tự động một cầu, zin đẹp toàn xe luôn. Với nước sơn màu xanh ạ. Và em đang chào bán chiếc bán tải BT50 này với giá là 458 triệu. 458 triệu cho chiếc xe bán tải BT50 2015 một cầu, máy dầu zin đẹp toàn xe này. Trên vô lăng có tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh này. Đầy đủ tăng giảm âm lượng nhá. Điều hòa auto, trần lỉ nguyên zin, ghế da zin luôn. Và em này cũng được bác chủ cũ là lên thùng thấp rồi. Lên thùng thấp rồi, lên đi rất là, các bác không cần phải làm thùng nữa đâu ạ. 458 triệu em còn bao hồ sơ. Còn bớt thêm khu vực đằng trước các bác chở gia đình thân yêu nhà mình. Khu vực đằng sau là khu vực đi kiếm tiền nuôi sữa, mua sữa cho con đấy các bác này. BT50 các bác nhìn ốc nhái này zin đét toàn xe luôn. 458 triệu đời 2015 bán tải BT50 đến từ thương hiệu Mazda. Biển 14 nhá, cam lùi cảm biến đầy đủ cho em rồi. BT50 em có luôn đấy ạ. Chào bác Tĩnh Thanh này, chào bác Phương Kim, chào bác Trần Quốc Nguyễn này. Chào bác Quang Thủy nào, thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không nào. Và
bên đây em còn mới về thêm một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport đây. Em chào anh Văn Khương nhá, Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao. Nhưng điều đặc biệt là em này là số sàn, sáng nay mưa to gió lớn mới về đây. Xe quá là đẹp luôn, em chỉ nháp qua thôi nhá, chiều nay em sẽ lên video chi tiết này. Lên màn hình rồi, điều hòa auto, 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng giá chỉ trên 300 một xíu thôi. Có Eco Sport màu đỏ cam nhá, em này là màu đỏ cam cực kỳ bắt mắt luôn. Biển thủ đô Hà Nội đây ạ. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, số sàn cực kỳ hiếm luôn. Đang chờ các bác nhà mình thẩm định đây ạ. Accent thì em có vừa 220 này. À vừa có 219 này, vừa có 218 nhá. Chiếc xe này cũng là Accent đời 2019 đây. Và em đang chào bán là 480 triệu Hyundai Accent đây ạ. Có con nào đỏ số sàn tầm 300 không? Bác Kim Thăng Dương ơi, anh có thích một con màu đỏ cam số tự động, à số sàn này mà là 5 chỗ ngồi gầm cao trên 300 không anh? 5 chỗ ngồi gầm cao trên 300 một xíu không anh? Rất là hiếm khi về số sàn gầm cao 5 chỗ SUV như này. Anh ơi để lại số điện thoại cho em ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao số sàn thì em có tự động đi, trên 300 một tí có hẳn xe ô tô luôn. À, Accent 2019 một chủ từ mới, xe lữ sử dụng đây, 480 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent của em Hương đây ạ. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. 2019 đây. Với cái tầm tiền 300 thì anh cố lên một chút thì mình có thể đi được xe Kia Sedato số tự động đời 2012 đây. Sedato số tự động đời 2012 và em đang chào bán với giá là 365 triệu. Em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Nắng quá. Sedato bản hatchback số tự động đẹp đây ạ. Lên khá là nhiều option luôn các bác nhá, lên khá là nhiều option. Chào anh Giai Bùi Tấn nào. Thả tim và chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Một siêu phẩm Kia Sedato. Lên đề lỗ thông minh rồi, điều hòa auto, ghế da zin, máy số zin. Sedato hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng. 2012 365 triệu cho chiếc xe Kia Sedato bản nhập của em nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao ạ. Anh xem con xe đỏ mới về. Ok anh Kim Thăng Dương đợi em một chút nhá. Vừa mới về còn không có chỗ mà đậu xe luôn. Vẫn là để bên ngoài đường kia kìa. Còn đây là chiếc xe màu đỏ phiên bản hatchback Kia Sedato bản full của em nhé. 365 triệu còn bớt này, biển 12A. Cảm biến va chạm phía sau. Em ơi. Thả tim cho em nào. Em cảm ơn anh Giai Bùi Tấn này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Anh Kim Thăng Dương ơi, để lại số điện thoại này và em sẽ quay lại một lượt nữa này. Thật sự chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao số sàn thì chỉ trong vòng 24 giờ là bay thôi. Mà xe giờ mới vừa đến đây nhé, sáng nay là chưa có đâu. Đây ạ, à, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV có cho em một chiếc xe Eco Sport nhé. Eco Sport số sàn lên màn hình Android rồi. Điều hòa tự động cho em luôn. Túi khí an toàn có hai túi khí an toàn trước và sau này. Bản số sàn này sẽ ít túi khí an toàn hơn là bản số Titanium nhá, tự động nhá, nhưng mà không sao cả. Số sàn SUV 5 chỗ ngồi gầm cao ạ. Cờ đuôi biển Hà Nội em có rất là nhiều luôn. Bác La Phong Khét ơi, đợi em một chút nhá. Còn đây sẽ là chiếc xe số sàn SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, cũng là máy Eco luôn. Nên là trong đô thị các bác chỉ mất tầm 8 lít xăng thôi, 8 lít xăng. Máy Eco siêu tiết kiệm luôn các bác này. Để lại số điện thoại cho em nhé, để em sẽ tư vấn cho anh ạ. Xe vừa mới về một chút nữa em sẽ quay video cho các bác nhà mình. Cờ đuôi mà biển Hà Nội em có cờ đuôi 2011 màu đen biển 29 nhá. Em có luôn. Em chào anh Giai Sáu Long nào. Cờ đuôi Nasetti CDX này, cờ đuôi ở khu vực nào nhỉ? Đợi em một chút nha, em có cờ đuôi luôn. Đợi em một chút là em sẽ đi lần lượt nhá. Hôm nay nhiều xe về quá các bác này. Chào bác Nguyễn Ngọc Hùng, chào bác Banh Lê này. Ở đây em còn có một chiếc xe mới về, nhìn khá là ok luôn các bác này. Một chiếc xe Lacity SE đời 2010. Động cơ trang bị 1.6, em này thì biển 15 Hải Phòng nhá. Đèn halogen có đèn gầm rồi, na răng 5 chấu thể thao, phanh ABS và xi nhan trên hông. Cam lùi có, cam hành trình có luôn. Lacity SE bản sedan 2 đầu. Nếu như với cái tầm tiền này mà mua i10 và Morning mà cái form dáng nó hơi cụt, hơi ngắn này, thì các bác có thể chuyển sang Lacity SE của em nhé. 215 triệu nhưng nhìn form dáng như là xe tiền tỷ luôn. Lên màn hình Android này.
điều hòa hai vùng nóng lạnh đây. Ok anh Kim Dương nhá. Đúng rồi anh ạ, phải để số điện thoại, xe đẹp rất là hiếm khi về số sàn SUV 5 chỗ ngồi gầm cao mà trên 300 hiếm cực kỳ. Vì bình thường là em cứ về chỉ báo trên nhóm trên em chỉ cần báo lên trên fanpage là có phát là bay luôn, mà xe đã thẩm định các bác cứ yên tâm nhá. La City SE 215 triệu, nội thất ngoại thất đều đẹp, máy số chất luôn. Lên màn hình rồi, còn bớt và còn tham còn bút rút hồ sơ cho các bác nhà mình ạ. Có La City SE, em chào anh Minh Lý, chào anh Nguyễn Văn Cần này. Em có hai chiếc xe Kia Celato và một chiếc xe Kia Forte. Đây là một chiếc xe Kia Forte 2013, máy số zin đẹp luôn, mà giá chỉ có 358 triệu thôi, biển thủ đô Hà Nội. Đủ tiêu chí cho các bác nhà mình. Số tự động trên 300, màu trắng hai đầu và biển Hà Nội, được chưa ạ? Và full option, máy số đẹp và không đâm xô. Em này nó sẽ đáp ứng được tất cả những tiêu chí mà khách hàng yêu cầu. Và giá chỉ có bao nhiêu? 358 triệu. Kia Forte màu trắng đẹp này, cửa sổ trời này, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, option gọi là miên man luôn. 358 triệu có Kia Forte màu trắng, biển thủ đô Hà Nội. Lên đèn bi salon này, hàn halogen phía dưới có đèn gầm. Bộ la răng đa chấu thể thao nhìn rất là đẹp, phanh ABS xi nhan trên gương ạ. Em này là động cơ trang bị 1.6, có phím mở một trạm thông minh nhá. Đây trên đây thì không, đây cũng có đầu đài màn hình rồi. Số tự động đẹp, ghế da zin, hỗ trợ trơn trượt này. Vô lăng tích hợp các phím bấm và có hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Móc khóa này, gương kính auto, các bác nhìn này, táp ly đẹp căng luôn. Vẫn còn nguyên những cái lốt vân sần như thế này của táp ly nhá, táp lô cũng vậy. Màu trắng đẹp, anh ơi. Eco đỏ đời bao nhiêu? Eco số sàn 26. Đây nhá, ghế da zin đẹp luôn. Số sàn của chiếc Eco vừa rồi em quay là đời 2016 này, 379 triệu. 379 triệu có Eco Sport số sàn, bản hộp số sàn nhá, 379 triệu. Bác nào để lại số điện thoại để mà chốt, em sẽ bớt thêm cho các bác nhà mình. Rất là hiếm khi về SUV số sàn các bác có thể đi gia đình, và dịch vụ quá là ok luôn. Máy thì máy Eco nhá, 2016 379 triệu ạ. Còn bớt thêm. Chào bác Tony Nguyễn, chào bác Khương Duy, chào bác Đình Trọng Bình này, chào anh Vũ Văn Thức này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Cờ đuôi là cờ đuôi biển Hà Nội có đây rồi. À đây là cờ đuôi biển Thanh Hóa rồi. Có cờ đuôi biển Hà Nội màu đen nhá, ở trong góc trong dưới kia, đợi em một chút em sẽ quay luôn. Forte em đang chờ bán là 385 triệu, em còn bao hồ sơ, còn bớt thêm. Đủ các tiêu chí này, full option này, màu trắng đẹp, số tự động luôn. Và giá chỉ trên 300 triệu thôi. Còn ở đây sẽ là chiếc xe Mitsubishi Mirage. Mirage sáng nay em có lên video rồi. Biển 14 này, đi đâu? Mirage đời 2014 bản nhập 1.2 nhá, và giá chào bán chỉ có 295 triệu thôi. 295 triệu cho chiếc xe Mitsubishi Mirage đây. Em có lên video và hình ảnh vào sáng nay rồi nha các bác nhá. Máy số zin luôn ạ. Ford Eco số sàn báo sao 379 triệu đời 2016 anh nhá. Số sàn 1.5 máy Eco ạ. Eco kia là 379 triệu số sàn SUV 5 chỗ ngồi gầm cao. Bản hộp số sàn anh nhá. Anh Bình Trọng ơi, để lại số điện thoại, em sẽ quay video và hình ảnh chi tiết để gửi cho anh. Vì trên livestream em chỉ báo qua được thôi. Nội thất đẹp, điều hòa auto, lên màn hình đẹp rồi. Có Eco Sport, số sàn rất là hiếm khi, 5 chỗ ngồi gầm cao. Số sàn mà giá hợp lý trên 300 đâu ạ. Chào anh Trung Nguyễn, chào anh Trần Út này, chào anh Bình Trọng này. Em vẫn đợi anh Trần Út một cái giao lưu bắt tay thành công anh Trần Út nhé. Chào bác cậu Nguyễn Xuân này. Bên đây em có Chevrolet cờ rui. Hiện tại cờ rui em có là 3 chiếc, 4 chiếc. Đây sẽ là chiếc biển 36 nhé, 36 Thanh Hóa. Còn một chiếc biển Hà Nội nữa cơ. Chevrolet cờ đuôi đời 2011. Đời 2011 này, giá chào bán là 245 triệu. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Đây ạ, màn hình OLED này, trần lỉ nguyên zin này, ghế da hai màu, cờ đuôi số sàn 2011, máy số đại chất luôn. Giá chào bán chỉ có 245 triệu thôi.
na răng thể thao phanh ABS đầy đủ cho em ạ. Em chào anh Văn Đình này, chào anh Triệu Nguyễn này. Các bác nhà mình quan tâm về 5 chỗ ngồi gầm cao, số sàn quá là nhiều, thì để quay lại video chi tiết nóng nhất trong lúc này em sẽ quay lại eco nhé. Anh Vũ Đình này, anh Đình Trọng ơi, em sẽ quay lại eco số sàn cho anh nhé, để anh có thể tham khảo nhé. Cũng có thể là chốt luôn đi, thì rất là hiếm khi em về được chiếc xe này. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao bản 1.5, một dàn xe là dàn lốp Michelin này, phanh ABS hai bánh trước. Đèn halogen có đèn gầm rồi, và điều đặc biệt là biển 30A, một trong những cái biển có thể gánh cho mình 20 triệu phí sang tên khi mà mình đổi biển vào khu vực Hà Nội hay là Sài Gòn đây. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 2023, 379 triệu em bao hồ sơ. Và còn bớt thêm cho các bác nhà mình, đây là hình dáng của xe mộc nguyên bản khi em mua lại của bác dân ở trên Hà Nội nhé. Nếu như các bác nào mà chốt chiếc xe này thì em sẽ lại dọn dẹp một chút nữa này, chỗ nào mà nó xấu hoặc là nó bẩn thỉu một chút thì em sẽ đánh dọn lên một chút nhé. 379 triệu Eco 1.5, máy cũng là Eco luôn, Eco Sport này. Trần da 6D lên màn hình Android cảm ứng rồi. Chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay, chiếc xe mới cập bến về bên em đây ạ. Ở phía sau cũng có phím mở một trạm thông minh khu vực khoang cốp này. Khoang hành lý thì cực kỳ rộng rãi luôn các bác nhé. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Android cảm ứng này. Cõng trên lưng một chiếc ba lô này, nó sẽ là lốp sơ cua dự phòng của xe nhé. Đi trên đường mà nhìn thấy cái này là biết ngay là Eco rồi đúng không ạ? Dòng đặc biệt của đến từ Ford. Ford Eco Sport đây, máng nước đẹp như thế này cơ mà các bác ơi. Chào bác Jolie Nguyễn, chào bác Xuân Tóc Đỏ, chào anh Nguyễn Thế Hùng nào. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Chào anh Giai Trần Nút nào. 5 chỗ ngồi gầm cao, số sàn 1.5, máy Eco. Em Lê Hương có Eco Sport 2016 số sàn đây. 379 triệu bao hồ sơ và bớt lộc cho các bác nhà mình. Xe vừa mới về thôi. Em này là màu đỏ cam các bác nhé, màu đỏ cam ạ. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh rồi. Điều hòa auto tự động, số sàn 5 chỗ ngồi gầm cao, zin đẹp luôn. Zin đẹp luôn, biển thủ đô Hà Nội đây ạ. Em quay như vậy đã đủ kỹ chưa ạ? Rất là kỹ rồi các bác nhé. Để lại số điện thoại hoặc chốt luôn. Nếu như hôm nay bác nào chốt luôn trên đây, em để cho các bác nhà mình nè. Em để cho các bác nhà mình còn 370 triệu ạ. 370 triệu ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhá. Eco Sport số sàn 2016 này giá chỉ có trên 300 thôi. Chào anh Thanh Trương này. Sao giờ mới lên hả? Và bên cạnh những dòng xe số tự động này, em còn có cả Hyundai Accent nhá. Accent số tự động bản nhập khẩu cực kỳ đẹp luôn nào. Em chào bác Đình Đình, chào bác Đình Huệ, chào anh Trung Đạt nào. Chia sẻ nhiệt tình, đẩy view, đẩy like lên cho em nào. Anh Văn Đình ơi, Eco em vừa mới cập bến bên em, 379 triệu bớt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay. Vừa rồi em nói là bớt 9 triệu đúng không ạ? Bớt trực tiếp trên livestream cho anh Văn Đình là 369 triệu hồ sơ em rút cầm tay. Rất là hiếm khi mới về Eco Sport số sàn 2016 mà bản số sàn nhanh nhá. Số sàn anh có muốn đi gia đình hay dịch vụ thì anh cứ yên tâm đi. Khu vực mà có đường núi này, địa hình thấp này, chân em Eco nó dài như thế thì nó đi vút một phát qua luôn anh nhá. Cứ yên tâm đi. Anh Văn Đình ơi, cố lên. Cố lên mấy triệu nữa nào? 20 triệu nữa à? Cố lên 20 triệu, 19 triệu nữa thôi là vào việc với em. Xe vừa mới về anh nhá. Bớt trực tiếp 10 triệu trên livestream ngày hôm nay đi ạ. Chào anh Vũ Tuấn Cơ, chào anh Lê Lượng nào, chào bác Mạnh Quý Trần nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hyundai Accent số tự động em có bản nhập biển thủ đô Hà Nội đây, cũng là đáp ứng đủ tiêu chí luôn. Máy số zin, thương hiệu nổi tiếng luôn, không phải thương hiệu vớ vẩn hay những dòng xe tàu giếc gì đâu, mà là Hyundai mưa to rồi anh ơi. Anh Viên ơi, lấy em cái ô với. Ở kia có một cái ô nữa rồi, anh để ở kia rồi. Đây ạ. À, Hyundai Accent bản nhập khẩu, số tự động đẹp, máy số zin, biển 29 thủ đô Hà Nội nhá. Máy số zin nào. Rồi ôi anh ơi, 379 triệu anh bớt hẳn 59 triệu bớt chốt thì làm sao được hả anh? Gọi ví dụ như là có mặc cả thì làm sao để hai bên hợp lý chứ, một con xe vừa mới về mà anh chốt luôn là 6 70 triệu một đầu xe thì làm sao bớt được. Đấy thì là chỉ trả giá cho vì đam mê thôi anh ơi, trả giá cho vui thôi. Chứ còn xe cỏ Hải Dương này nó 1.000 cái salon làm sao mà em Hương bán đắt được mà anh lại nó trả giá thế.
Ê anh Đinh Phượng ơi, không bán được giá đấy đâu anh ạ, 360 còn chưa chốt được kia. Màn hình Android này, vô lăng tích hợp các phím bấm này. Hôm trước là em này màn hình bé này, nhưng em đi xe này làm công vụ, em cảm thấy là màn hình bé đi nó không sướng, nên là em phải đầu tư ngay quả màn hình 5 triệu. Để các bác nào mà có mua xe này lời luôn cái màn hình của em Lê Hương nhá. Màn hình to nghe nhạc giải trí cho con, cho bà xã lên ngồi lên xe nó còn sướng nào. Thả tim thả like nào. Em chào bác Ayukid, ôi dồi ôi không đọc tên luôn. Chào bác Linh Giang, chào bác Lê Vinh, chào anh Giai Đạt Đạt nào. Accent số tự động 345 triệu bao hồ sơ. Bớt luôn trực tiếp 10 triệu đồng trên live stream cho các bác nhà mình có Hyundai Accent này. Có Hyundai Accent đây. Bác nào mà mê Eco nhá, 10 bác để lại số điện thoại rồi. Bác nào mà mê Eco số sàn, chốt trực tiếp ngày hôm nay trên live stream này. Bình luận chốt và cọc luôn tiền em giữ xe luôn. Nếu như mà xe không như em cam kết em hoàn cọc các bác luôn nhá. 379 triệu còn 369 triệu em bao hồ sơ luôn. Số sàn 5 chỗ ngồi gầm cao SUV đời cao. Quá là đẹp luôn, cực kỳ hiếm luôn mới về được Eco số sàn các bác nhá. Chào anh Đặng Trường này, chào anh Nguyễn Ngọc Hằng này. Anh ơi để Eco ở nhà thôi nhá anh nhá. Tí anh đi xe khác đi. Vậy cứ để mai rồi. Đây ạ, bác Nguyễn Ngọc Hằng ơi đây nhá. Hyundai Accent số tự động đẹp đây và giá chỉ có 345 triệu. Em bao hồ sơ và bớt luôn 10 triệu đồng lấy may. Lên màn hình rồi. Một dàn lốp mới này, xin nhan trên gương, phanh ABS 4 bánh này. Thể thao nhá, phong cách luôn các bác này. Accent một trong những cái dòng xe nó quá là không phải là nói về nhiều nữa rồi đúng không ạ? Không cần phải nói nhiều. Nhìn thấy Accent, nhìn thấy Hyundai là các bác nghĩ ngay là những cái dòng xe thương hiệu rồi. Chất lượng của xe thì không cần phải bàn cãi đúng không ạ? Mà em đã tự tin bao test hãng cho chiếc xe của em Hương thì các bác cứ yên tâm nhé. Cứ yên tâm về xe của em nào. Em chào anh Văn Đình này. Chào anh Nguyễn Dân, chào anh Chuẩn Mã, chào anh Sinh Phạm, chào bác Đình Huệ, chào bác Nguyễn Cao Lãnh nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em là bác Thúy Hải ơi, bác Bình Vũ ơi. Chào bác Đặng Tường và bảo chào bác Nguyễn Ngọc Hằng này. Còn nếu như với cái tầm tiền mà 160, 150 triệu Eco Sport số sàn của em Lê Hương là đời 2016 nhá. Hộp số sàn động cơ trang bị 1.5, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV em đang bán là 379 triệu xe mới về. Nếu như đầu live vẫn còn chưa về cơ, mới về cách đây được 20 phút thôi. Bớt luôn 10 triệu đồng để làm sao lấy vía bán lấy may luôn nào. Bắt tay giao dịch thành công với bác nào chốt trên live stream 369 triệu em Lê Hương bao hồ sơ. Biển thủ đô Hà Nội, cam kết không đâm xô và không ngập nước luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao, đấy là có Eco của em nhé. Và ngày hôm nay còn có một chiếc xe cũng là biển thủ đô Hà Nội, nhưng dành cho những bác nào tầm kinh tế nó vừa thôi, hoặc đơn giản là muốn mua một chiếc xe đi gia đình, không muốn đầu tư quá nhiều tiền về xe, thì em còn có một chiếc xe Kia Morning đây. 159 triệu có Kia Morning biển 29A Hà Nội luôn này. Và còn có cả 146 triệu Kia Morning biển 36 màu đỏ nhá. Chiếc xe Kia Morning này của em cũng là số tự động, được sản xuất vào năm 2005 nhưng đăng ký lăn bánh là lần đầu là 2007 nhá. Kia Morning số tự động 159 triệu. Lên màn hình Android cảm ứng có rồi này, số tự động đẹp luôn, trần lỉ nguyên zin. Động cơ trang bị 1.0 này ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên nào các bác ơi, mỗi bác cho em Hương xin những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ nào. Em chào anh Trần Dũng nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Eco em có vừa số sàn vừa số tự động. Nếu như số tự động đời 2014 bản Titanium thì nó sẽ rơi vào 445 triệu. Còn đời 2016 vậy, đời 2016 bản Titanium sẽ là 445 triệu. Còn đời 2016 bản số sàn là 379 triệu tùy vào tầm tài chính này, tùy vào mục đích sử dụng các bác nhà mình. Nếu như mà số sàn các bác có thể đi dịch vụ này, đi gia đình này, khu vực đường lúi xấu hơn thì đi số sàn quá là ok luôn ạ. Em ơi có xe 7 chỗ tầm 300 triệu đổ về không? Kể cả là 200 triệu em cũng có nha anh Đinh Phượng nha. Em có bán tải nào đẹp không em? Anh Mai Văn Đại ơi, bán tải đẹp hiện tại em đang có 3 chiếc nhá. Một chiếc xe là Isuzu D-Max số tự động máy xăng, máy dầu 2 cầu. Và một chiếc là BT50, một chiếc Triton, 3 chiếc luôn. Và còn mới về thêm một chiếc xe Ford Eco, một chiếc xe Ford Fiesta, Ford Ranger luôn anh nhá. Chào bác Bùi Quyền, em sẽ lên cho các bác nhà mình xem dòng xe 7 chỗ ngồi dưới 300 triệu, thậm chí là có cả dưới 200 triệu luôn. Có Captiva nhé. 7 chỗ ngồi mà dưới tầm 300 thì có Captiva này. Có còn có cả Innova màu đen 2007 nó cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ quay lại Innova màu đen này. Captiva em sẽ quay lại sau nhé. Chào anh Trần Anh Đức này.
Innova đời 2007, xe chuẩn xa linh, không taxi, không dịch vụ này. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi, Innova, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu đen đẹp đây. 255 triệu bao hồ sơ và em vẫn còn bớt lọc cho các bác nhà mình. Có Innova đời 2007 đây, 255 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm nhé. Nhìn táp ni, táp lô là các bác biết ngay là xe gia đình rồi. Cái khu vực này là hôm trước bác chủ cũ có để một cái hình ông Phật Di Lặc vào đây, nhưng nó bị tuột cái keo rồi em bỏ ra. Không phải là khoan đục hay gì đâu nhá, em nói luôn đây là cái khu vực trang trí thôi. Còn đây các bác nhìn này, táp ly, táp lô không khoan đục, vô lăng thiết kế 4 chấu ạ. Bán tải em có chi tông là 2016 469 triệu, BT50 là 458 triệu, cũng là đời 2015. Và Isuzu D-Max là 2016, đăng ký 2017, 535 triệu anh nhé. Anh Mai Văn, Ma Văn Đại ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Chào anh Lương Đỗ này, 7 chỗ ngồi dưới 300 thì các bác không thể bỏ qua chiếc xe Innova đâu. Innova nó là thương hiệu rồi, ăn sâu vào tiềm thức khách hàng. Nó là gì? Corona, Altis, Vios này, Innova này. Vì sao? Vì nó là cùng một thương hiệu Toyota, một trong những cái dòng xe sản sinh ra quá là nhiều những dòng xe lồi đồng cối đá, trong đó có Innova nhé. Sự bền bỉ của Innova nó không thể phủ cãi được, rất là hiếm khi dòng xe 7 chỗ nào vượt mặt được Innova luôn. 255 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Innova xe màu đen gia đình, rất là hiếm khi có màu đen luôn cả. Thả tim thả like nào, chào bác Tao Linh, chào bác Nguyễn Thuấn, chào bác Linh Thế Dần. Anh Ma Văn Đại ơi, em sẽ Ma Văn Đại này, Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động đẹp đây ạ. Em có Morning Van anh nhé, Morning Van đời 2012, số tự động đẹp và giá chào bán là 225 triệu. Hôm trước em có lên video và hình ảnh rồi anh Bùi Quyến nhé. Hôm nay thì xe nhà em thợ lại đi vào bên trong Thái Nguyên để bắt một chiếc xe nữa về, nên là dùng chiếc xe đấy làm xe công vụ rồi. Vì ăn đi ít xăng, máy số thì chất nên là làm xe công vụ rồi. 225 triệu có Kia Morning Van biển D, siêu bán tải mini luôn bác ơi. Để lại số điện thoại cho em nào. Anh Văn Quyến ơi, anh Bùi Quyến ơi, để lại số điện thoại cho em nhé. Còn anh Ma Văn Đại ơi, đây sẽ là bán tải đây. Một chủ sử dụng từ mới này. Một chủ sử dụng từ mới nhá. Xe một chủ này, máy số zin 100%, sơn zin bên ngoài lên đến 98% luôn. Đèn bi salon, đèn gầm đủ, đầy đủ rồi. Và em này đã lên thùng cao cho em rồi. Isuzu D-Max thương hiệu đình đám rồi. Và động cơ trang bị 2.5, máy dầu 2 cầu ạ. Em có Xpander không? Xpander âm tạm hết. Hiện tại dòng xe 7 chỗ thì em có một là Captiva, hai là Innova và ba là Chevrolet Orlando nhé. Em có một chiếc xe Chevrolet Orlando số tự động màu trắng đẹp, giá là 435 triệu. Đời 2017 nhá. Xe thương hiệu Mỹ nên là không kém gì Xpander đâu, mà đi còn khỏe này, còn đầm, còn chắc hơn xe Xpander rất là nhiều luôn. Isuzu D-Max đây, màn hình cam hành trình này, cam lùi đầy đủ rồi, máy số zin 2 cầu, máy dầu 535 triệu. Bình thường em chỉ bớt 10 triệu đồng thôi, nhưng đặc biệt chiếc xe Isuzu D-Max này em sẽ để cho các bác nhà mình với giá là 515 triệu, tức là bớt trực tiếp trên livestream chiếc Isuzu D-Max này 20 triệu đồng để các bác có thể bao tết hãng toàn quốc là một này, về làm một mâm cơm gia đình khi các bác mua được xe đẹp nhé. Chào anh Nguyễn Thuận, chào anh Nặng Lẽ này, chào anh Ngô Đức nào. Chia sẻ lên các bác ơi, lên 100 khách hàng ngày hôm nay đi, tặng luôn 10 triệu đồng khi các bác mua xe. Tặng luôn 10 triệu đồng khi các bác mua xe nào. Thả tim, thả like, chia sẻ cho em nào. Em còn có cả chi tông này. Em còn có bán tải chi tông nhá cô ơi. Cô ơi. Chào bác Đinh Cẩn này, chào bác Siếc Nguyễn Mừng này. Innova có 207, 206 nhá, và rất là nhiều dòng xe Innova. Còn hôm nước, nước hả? Ăn nước qua, xin phép các bác em xin miếng nước nhá. Làm đi. Làm long biệt uống nước. Rất là nhiều mẫu xe luôn, em còn có cả 207, 206 này. Ở đây em còn có một chiếc xe La City SE ở đây. La City SE đời 2009 này, động cơ trang bị 1.6, nước sơn màu đen. Bản sedan 2 đầu mà xe tầm tiền dưới 200 thì các bác không thể bỏ qua La City SE đâu ạ. Xin phép cả nhà em Hương uống miếng nước nha. Một
199 triệu cho một siêu phẩm Narcity SE bản nhập, động cơ trang bị 1.6 này, hộp số sàn. Lên màn hình Android rồi, nếu như 199 triệu mà các bác mua Morning i10 mà cảm thấy cái form của nó hơi ngắn, hơi cụt thì có thể đổi sang SE nhé. Xe nhập cho em ạ, cực kỳ đẹp luôn, cột kèo keo chỉ nguyên zin luôn. 199 triệu có Narcity SE nào. Chào anh Trần Tân, chào anh Trần Dũng này, chào anh cửa hàng Toàn Hồng, chào bác Đặng Thoàn nè. Em còn mới về thêm một cặp Hyundai Avantia nhé. Một cặp Hyundai Avantia đây ạ. Có rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em này. Mưa to quá các bác ơi. Em còn có một cặp Hyundai Avantia nữa nhé. Hạnh ơi, cái ô của em đâu nhỉ? Em chào anh Trần Tân này. Đây rồi. Đang xin. Có thấy không ạ? Lúc nào cũng trong tình trạng full khách luôn. Khách đến xem xe trực tiếp này. Khách mua trên live em hỗ trợ bằng xe lồng ship tận nơi. Bình Phước, Bình Thuận đều ok. Cà Mau, Đà Nẵng cũng có luôn. Và đây các bác này, Honda City, Civic có luôn anh nhá. Có Honda Civic luôn. Con Civic vừa đánh ở đâu nhỉ? Ở à, đằng nào anh? Chắc rồi xe sao vậy, không thấy con Honda Civic nhỉ? Civic có, Civic nào, thả tim thả like nhiệt tình lên nào các bác ơi. Chào anh Trần Doanh, chào anh Hướng Phương này. Vừa mưa vừa nắng, thời tiết Hải Dương khó chiều như một cô gái luôn, không thể chiều nổi luôn. Chào anh Giai Nguyễn Đại nào. Honda Civic đâu nhỉ? Chị ơi, Civic đâu nhỉ? Civic lại đánh đi đâu rồi anh ơi? Anh con Kia đỏ bao nhiêu tiền ạ? Kia đỏ số tự động của em là có 146 triệu thôi. Kia Zondo là nhà em ạ. Đây các bác nhá, địa chỉ bên em, mặt đường 62m, địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em làm ngay cây xăng dầu 51 này. Cây xăng dầu 51 này là nhà em rồi. Các bác đến mua xe này em sẽ phun cho các bác một bình xăng hoặc một bình dầu này. Ngay chân cầu Lộ Cương, từ bệnh viện Nhi Hải Dương đi lên tầm 500m, từ chân cầu Lộ Cương xuống cũng tầm 500m. Em đứng ở giữa luôn nhá. Cứ có cây xăng dầu mặt đường 62m, đó là serum nhà em đây các bác này. Cây xăng dầu nhà em luôn, nên là các bác đến xem xe em sẽ để cho các bác phun tiền luôn. À, phun bình xăng luôn ạ. Ford Ranger bán tải hôm nay không ở nhà anh nhé. Ford Ranger bán tải màu đen 2017 và em đang chào bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 586 triệu một cầu, máy số zin nhá, miệt biển 17 màu đen. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Thả tim thả like đi các bác ơi. i10 đỏ đời cao. i10 đỏ thì em có nhưng đời cao em tạm hết nhá. Em có i10 màu trắng số tự động 2015. Hoặc nếu như tầm vừa tiền thì anh Nguyễn Đại ơi, em có i10 2014 này. 2014 giá có 200 triệu thôi. Con Kia đời bao nhiêu? Kia số tự động, Kia số tự động màu đỏ đẹp là 146 triệu là đời 2004. Còn nếu như con Kia đằng sau chiếc xe màu đỏ này là đời 2015, nhưng giá cũng chỉ có 195 triệu thôi. Nếu như các bác yêu thích dòng xe bền bỉ như là Kia Morning hoặc là i10 mà thích màu đỏ nhá, thì đây, Kia Morning 2015, 195 triệu, nước sơn màu đỏ đẹp. Ốp la răng thể thao rồi. Màn hình thì em lại để em xem lại nào. Đèn halogen có, đèn gầm đầy đủ luôn. 195 triệu Kia Morning số sàn. Đầu đài có cái màn hình bé bé thôi, không phải siêu to khổng lồ. Nhưng nghe nhạc, nghe radio quá là ok luôn. Còn bác nào mà chốt xe mà anh thích màn hình to cho con xe màn hình thì em full màn hình cho các bác luôn. Tặng các bác màn hình luôn. Em chào anh Long Ngáo, chào anh Suka, chào bác Tâm Vũ nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không nào. i10 biển 17 đời 2014 bản nhập Ấn Độ nhá. Và chiếc xe i10 này cũng chỉ có 200 triệu thôi. Tầm 200 triệu các bác muốn mua xe i10 hoặc Morning thì rất là dễ luôn đúng không ạ. Màn hình Android này, em này nhập Ấn bản thiếu nhá. i10 này bản thiếu này. Nhưng ghế da đẹp này, trần da 6D. Động cơ trang bị 1.0 2014 đây. Xin nhan trên gương đây. Màu đỏ này, i10 214 200 còn bớt, Morning 215 195 còn bớt ạ. Mấy hôm nữa anh xuống xem xe nhà anh Trần Doanh ơi, để lại số điện thoại em sẽ gửi định vị cho anh để anh đến xem xe nó đi cho nó hợp lý hơn, đỡ phải tốn tiền xăng khi mà mình không biết đường nó lòng vòng này. Và em sẽ hỗ trợ tư vấn cho những dòng xe nào anh đang quan tâm thì em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh nhé. Kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để em Lê Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhà mình. Em chào anh Ngô Đức Anh, chào anh Trần Văn Tư này.
anh Trần Doanh để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn cho mình. Bác nào ở xa, giống như hôm qua em ship hai chiếc xe, một chiếc xe Imoling về Đồng Nai, một chiếc hôm trước Accent về Bình Thuận, một chiếc cờ rui về Bình Phước. Bác nào ở xa quá thì em sẽ hỗ trợ nhờ xe lồng vận chuyển cho mình nhá, vì hai bên cùng xa, đi lại quá là vất vả khó khăn. Em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các bác nhà mình, nên các bác cứ yên tâm nhá. Chào bác Nhật Nhung nhớ, chào bác Con Dương, chào anh Ngô Đức Anh này. Và bên cạnh chiếc xe La City SE, em còn có một chiếc xe Kia Cerato cơ. Em này cũng là bản full kịch luôn. Kia Cerato đời 2011, số tự động đẹp, biển 15 Hải Phòng. Anh quen biết ở Hải Dương em ạ. À, ok anh ạ. Y10 một đầu màu đỏ, bác Kim Ngân Nguyễn ơi, Y10 một đầu màu đỏ 2014 này, 200 triệu tròn, 200 triệu tròn ạ. Cho xem bán tải đi. Ok anh, em không biết đọc tên anh kiểu gì luôn. Ok, có bán tải, đợi em một chút nhá. Em sẽ quay nốt chiếc xe Kia Cerato này đã. Kia Cerato đây em có luôn này, biển 15 Hải Phòng full option luôn. Xin nhan trên gương, la răng thể thao. Cerato mà giá chỉ có 335 triệu thôi, không khác gì Y10 và Moling. Nhưng dòng Cerato đi nó chất hơn rất là nhiều. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, màn hình Android cảm ứng này, đề lỗ thông minh, cửa sổ trời, em này là full option nhá. Đề lỗ khởi hành start top 2011, máy số zin đại chất 1.6, Cerato 335 triệu. Kia Cerato 335 triệu bao hồ sơ, và còn bớt thêm biển 15 Hải Phòng full option của em đây à. Chào anh ông Cao Thắng này, tên như ca sĩ luôn đúng không anh? Chào bác Quang Dương Minh này, chào bác Điêu Phúc này. Y10 2014 đây, 200 triệu tròn. Bán tải thì em có Isuzu D-Max, máy dầu 2 cầu, số tự động đẹp. BT50 1 cầu 2015 458 triệu. Chitong 2016 469 triệu. Còn Isuzu D-Max là 535 triệu, bớt trực tiếp trên livestream 20 triệu chiếc xe D-Max này. Bao hồ sơ, bao tiết hãng và bớt 20 triệu đồng và đã lên thùng cao rồi. Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu một chủ các bác nhé, bao tiết hãng toàn quốc luôn. Còn nếu như các bác nhà mình mà đang quan tâm thì đây có luôn. Fiat 2012 em có anh Ngô Đức ơi, Innova anh Bùi Thắng ơi có luôn, bán tải nữa đây anh Quy nhé. Ủa rồi tí nghiệt đó. Vios 2017 tự động em tạm hết anh trai Trần Nghĩa ơi. Vios tự động bản G hoặc bản E này em đang tạm hết nhé, không còn chiếc nào. Nhưng bác nào vừa hỏi em Vios đời 2013, anh Ngô Đức ơi, em mới về một chiếc xe Vios 2013, xe chuẩn gia đình 2013 nhưng đi chuẩn là 9.8 nhé, chưa đến 10 vạn. 9.8 là zin luôn nhé, không nói không với cái loại mà tour order or giấc gì đâu. 9.8 này mà giá 258 triệu, xe gia đình, biển Hải Dương, tư nhân một chủ nhá. Anh gì nhở? Anh Trần à, anh Ngô Đức ơi để lại số điện thoại cho em sẽ gửi hình ảnh video chi tiết về chiếc xe Vios 2013 xe gia đình đi chuẩn 9.8 này, zin từ lắp dàn cò zin đi luôn. À, hôm nay thì xe không ở nhà nhá, vì thợ nhà em cho một anh thợ đi chiếc xe đấy để đi lên sang bên Hưng Yên để bắt một chiếc xe Vios rồi, nhưng mà chiếc xe bên Vios bên Hưng Yên là các bác báo nó hơi ố rè một tí nên bỏ rồi. Xấu quá, đâm đầu đâm đít xấu quá nên bỏ rồi. Nên là để lại số điện thoại nhá. Còn đây sẽ là một chiếc bán tải Chitong đến từ thương hiệu Mitsubishi. Chitong 2016 máy số zin, động cơ trang bị 2.5, số tự động 1 cầu. Và em đang bán chiếc bán tải Chitong này với giá là 469 triệu. 469 triệu lên màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, đè lỏ khởi hành. Giá chào bán là 469 triệu, em bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chitong bán tải đây ạ, có Chitong bán tải luôn nhá. Có BT50 vừa mới về màu xanh 2015 một cầu nữa. Bác nào quan tâm bán tải để lại số điện thoại, em Hương sẽ gửi hình ảnh video chi tiết. Vì trên livestream em chỉ thấy có thể mở qua bên trong nội thất và một chút hình ảnh bên ngoài thôi. Nhưng khi để lại số điện thoại, em tư vấn em sẽ có cả một cái video dài gần 10 phút review chi tiết từng con ốc gầm bệ máy số cốp đằng sau option như nào. Em sẽ gửi qua Zalo với hình ảnh rõ nét nhất để các bác nhà mình có thể tham khảo chất lượng của xe trước khi đưa ra quyết định là có chốt hay không nhé. Chào anh Tin Phạm, chào anh Việt Anh, chào bác Đăng Đoàn nhá. Civic đợi em một chút nào, Civic lại like khách đi ăn cơm rồi, khách đến xem xe mời ăn cơm ở nhà nhưng mà anh ấy ngại là like ra quán ăn cơm rồi. Santa Fe màu đen ok anh Việt Anh này.
Santa Fe màu đen chiếc này thì em chốt rồi, em còn một chiếc ngoài kia. Chiếc này em về trước đây là chốt trước rồi nên tháo biển rồi. Orlando này cũng chốt rồi. Ở đây em còn một chiếc xe Galaxy 7 chỗ ngồi số tự động nhé. Galaxy 7 chỗ ngồi số tự động bản Nhật Hàn, một chiếc xe dành cho những bác thanh niên thôi. Vì sao ạ? Vì em này chỉ có hai cánh cửa thôi. Đăng ký 4 chỗ ngồi phân khúc thể thao mà giá chào bán là 445 triệu đời 2009 này full option. Hyundai Galaxy phân khúc thể thao dành cho những bác nào yêu thích sự phong cách này. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Ở ngay trên đầu xe kìa. Hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, điều hòa auto, đề nổ khởi hành start top. Các bác biết nhìn không này? Đây các bác nhìn này. Gương kính là không hề có viền luôn. Galaxy 2009 em đang bán là 445 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt cho các bác nhà mình luôn ạ. Chào bác Suka, chào bác Trần Dũng, chào anh Gia Đinh Việt, anh Đinh Phượng nào. Anh Việt anh để lại số điện thoại và cùng em xem nhé. Em sẽ quay lại Santa Fe bản Gold máy dầu. À bản Santa Fe bản dầu nhé, không phải bản Gold ạ. Santa Fe số tự động máy dầu nhé. 7 chỗ ngồi số tự động em còn có Chevrolet Orlando. Số sàn giá rẻ trên 200 thì em có Captiva. Chào bác nhà đất Mỹ Lộc, chào anh Ngô Ngô, chào anh Phạm Gia Môn này. Santa Fe nước sơn màu đen, 7 chỗ ngồi số tự động đây. Máy dầu em có Santa Fe là 1 này, 7 chỗ này, Kia Sorento là 2 này, cũng là 7 chỗ này. Chiếc xe Santa Fe máy dầu của em Lê Hương được sản xuất vào năm 2007 này. Số tự động xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Lên đèn bi salon, giải đèn nét biển 20A, nước sơn màu đen đẹp. Giá chào bán là 375 triệu cho chiếc xe Santa Fe. Số tự động đẹp, lên màn hình cảm ứng này. Màn hình cảm ứng điều hòa auto. Điều hòa hai vùng mát lạnh luôn, điều hòa hai vùng các bác nhé. Đây các bác này, số tự động đẹp, cần số rích rắc luôn. 375 triệu cho chiếc xe Santa Fe của em Lê Hương đây, Santa Fe máy dầu 207 số tự động đẹp, xe đăng ký 7 chỗ ngồi này. Chào anh Giai Hà Tùng, chào anh Lê Nhân, chào bác Phạm Văn Tuyến này, chào bác Phi Nông này. Còn nếu như với cái tầm tiền trên 200 mà vẫn muốn số tự đa số vẫn muốn xe 7 chỗ ngồi thì em còn có cả một chiếc xe Captiva nữa đây. Captiva đời 2007 7 chỗ ngồi máy xăng em đang chào bán là 199 triệu cho những bác nào quan tâm. Captiva 199 triệu đây cho bác nào quan tâm nhé. Chào anh Phi Long. Và em có một đôi Hyundai Avante. Hyundai Avante em Hương có một đôi luôn. Chào anh Thủy Bùi nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không nào các bác ơi. Còn sáng nay thì lên sóng về một chiếc xe Mirage, hay còn gọi là Mirage đấy ạ. Một chiếc xe Mitsubishi Mirage đời 2014, zin đẹp toàn xe luôn. Bao chất hãng cho các bác nhà mình. Giá chào bán chỉ có bao nhiêu nhỉ? 295 triệu ạ. Cho xem Fortuner. Fortuner đã tạm hết ạ. Anh Bùi Thanh Hải ơi, trước mắt anh là một chiếc xe 295 triệu đời cao luôn nhá, đời 2014 này. 295 triệu số tự động đẹp. Mirage đến từ thương hiệu Mitsubishi đây này. Zin từng con ốc luôn, zin từ lắp dàn cò, ốc cabo, ốc cốp zin hết luôn. Biển 14 Hải 14 là Quảng Ninh, 14 Quảng Ninh ạ. Em này là 1.2 nhá, số tự động đẹp 2014 rim Mirage đây. Nhưng giá chỉ có 295 triệu thôi. Form dáng không hề bé đâu nhá, nhìn so với i10 và Morning nó không hề bé quá đâu ạ. La răng thể thao, phanh ABS xi nhan trên gương, nước sơn màu trắng đẹp này, zin hết toàn xe luôn. Mirage đến từ thương hiệu Mitsubishi này. Màn hình thì bé bé thôi nhưng mà là số tự động đi rất là sướng luôn. Đi gia đình cũng ok mà các bác có chạy thêm dịch vụ cũng quá là hoàn hảo luôn nhá. Số tự động đẹp 295 triệu cho chiếc xe Mirage của em đây ạ. Tầm tiền 300 triệu mua xe số tự động thì quá là nhiều sự gợi ý luôn. Đây ạ, 295 triệu Mitsubishi Mirage, 295 triệu bao hồ sơ và còn bớt này. Còn nếu như mà đang quan tâm về số tự động màu trắng mà trên 300 thì em có một chiếc xe Hyundai Avante màu trắng nhá. Hyundai Avante đời 2013, động cơ trang bị 1.6, biển 36 Thanh Hóa này. Bản sedan 2 đầu, Hyundai Accent, có cửa sổ trời, xi nhan trên gương. Nước sơn màu trắng đẹp, form dáng rất là đẹp luôn. Và giá chào bán là 365 triệu. Ghế da màu kem zin đẹp này, cửa sổ lóc đầy đủ cho em, 4 bánh trang bị phanh ABS cho em ạ. Em này thì khóa cửa rồi, chìa khóa không cầm ở đây, em không mở bên trong được.
cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến nhá. Thả tim thả like cho em nào. Bác Nam Bùi ơi, bác Bùi Nam ơi, bác Đậu Hà ơi, bác Phạm Tuân ơi, chia sẻ cho em nào, bác Phúc Tuân ơi. Y30 số tự động cũng chỉ có 308 triệu thôi. Bao rút hồ sơ và bớt luôn còn 300 triệu có Y30. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao. Đời 2016 đây. Eco em có khá là nhiều nhá. Vừa rồi là chiếc số sàn 216. Còn đây là chiếc số tự động 216 đây. Eco Sport bản số tự động Titanium. Đăng ký 5 chỗ ngồi SUV8 túi khí an toàn. Máy Eco 1.5 lên màn hình rồi. Điều hòa auto túi khí an toàn quanh xe đây ạ. 445 triệu cho chiếc xe Eco nhé. Và đây là một chiếc xe bán tải BT50 em mới về đây. Anh Bùi Nam ơi, anh Sơn Nê ơi, thả tim thả like nào cho bác Phạm Cường nhé. Santa Fe đời cao, Santa Fe em có đời cao hẳn cơ. Sáng nay về một chiếc nhưng mà giờ không có ở bãi này. 2019 950 triệu. 2019 Santa Fe máy dầu đời cao hẳn luôn anh ạ, hơi cao một chút ạ. Nhà mình ở chỗ nào ạ? À, hiện tại bây giờ sẵn đang tại bãi là 130 đầu xe. Sáng bán 2 xe là còn 128 đầu xe và tối nay về thêm 5 xe nữa anh nhé. Santa Fe đời cao là đời 2019 màu trắng này, 7 chỗ ngồi số tự động em đang bán là 950 triệu này. Nhà em ở địa chỉ 51 Thanh Xá Nhân Hồng, thành phố Hải Dương nhé. Kết nối Zalo 0354602790. Em Lê Hương sẽ tư vấn và gửi định vị cho anh ạ. Và đây là chiếc bán tải BT50 em vừa mới về đây. BT50 2015 số tự động 1 cầu và giá chào bán là 458 triệu. Có bán tải BT50 nhá, em cũng chỉ quay qua thôi vì em này vừa mới về. Vừa mưa vừa lắng nên là hơi xấu một chút này. Có BT50 đây các bác này. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Y30 số tự động bản nhập Hàn em có quay ra quay qua rồi. Một chủ sử dụng từ mới này. Y30 bản nhập Hàn, sấy sưởi ghế, sấy sưởi kính đầy đủ cho em. Giá chào bán là 308 triệu bao hồ sơ. Và em bớt thêm cho các bác nhà mình. Sấy sưởi ghế hai vùng điều hòa đầy đủ cho em rồi. Điều hòa lóng lạnh nhá, điều hòa auto này. Phím mở một trạm thông minh, có Y30 nhập Hàn nhá. Nếu như Y10 form nó ngắn này thì các bác có thể đi Y30 này. Còn hôm nay sẽ là chiếc xe Innova 2015 màu vàng cát của em này các bác này. Về làm dâu Hà Nội rồi nhá. Em ở đâu thì em lại về đấy rồi. Bàn giao xong chiếc xe Innova 2015 rồi các bác ạ. Chào anh Đức Trần nào, thả tim thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Lắng quá. Ở đây bác nào thích xe Mẹc thì em có xe Mẹc C250 bản Blue nhá. Mẹc C250 bản Blue, số tự động đẹp 379 triệu. Hiện tại em đang có hai chiếc Mẹc này. Hai chiếc Mẹc C250 bản Blue này. Accent 2011 số tự động bản nhập khẩu đây. Giá chào bán là bao nhiêu ạ? Giá chào bán là 345 triệu. Bao hồ sơ và em bớt cho các bác nhà mình. Và hôm nay em còn có thêm cho mình một chiếc xe Grand i10 nhá. i10 đời 2016. i10 đời 2016 nhá, bản sedan 2 đầu bản đủ 1.2 biển 98 này, em đang chào bán là 295 triệu. 295 triệu xuống à? Đây ạ, 1.2 các bác nhá, bản đủ này, có đề đổ thông minh này. Phanh ABS túi khí an toàn đầy đủ cho em rồi. i10 sedan màu đen, màu cực hiếm luôn. Đời 2016 này, xe chuẩn gia đình không taxi luôn các bác nhé. Biển 98 này có i10 màu đen. Và đằng sau i10 màu đen là một chiếc xe Kia Rio biển 17 nhé. Kia Rio nước sơn màu bạc biển 17 Thái Bình. Phím mở một trạm thông minh đây. Em này là cũng là số sàn đây. Kia Rio đời 2015 số sàn màu bạc. Giá chào bán là 310 triệu đồng. 310 triệu đồng bao rút hồ sơ và em còn bớt thêm ạ. BT50 là màu BT50 là màu xanh anh nhá. Màu xanh ạ, bác Phi Long ơi, màu xanh ạ. BT50 em đang chào bán là 459 triệu anh ơi. Nó bị ẩn bình luận giờ mới đọc thấy các bác này. Nó bị ẩn bình luận luôn. Em cảm ơn anh Đỗ Trung này. Bác Linh chào em, chào anh nhá. Santa Fe em tạm hết đời ca. À, có mới về một con màu trắng 2019 thôi. Giá hơn 900. Chào anh Nguyễn Xuân Thành này. Vios 211, Vios 211 thì em chỉ còn bản limo màu trắng thôi. Vios 211 của em Lê Hương là bản limo nhá, màu trắng.
Còn nếu như mà anh đợi em 1-2 hôm nữa, em đang về Vios 2013, em về rồi nhưng mà cho đi rửa dọn một chút sạch sẽ về nội thất để khử mùi, ồ, hút mùi hút bụi thôi, thì giá là 285 triệu có Vios màu đen 2013 nhá. Để lại số điện thoại em tư vấn này. Em chào chị gái Đặng Thu Trang này. 458 triệu là BT50-2015, một dầu máy xăng, à mà, một cầu máy dầu nhá. 2011 em có Vios bản Nimo, giá chào bán là 210 triệu đồng. Bao hồ sơ và em bớt trực tiếp 10 triệu đồng trên livestream cho em ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Chào bác Trường Đào, anh Phi Long ơi, để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho anh. Tư vấn này hỗ trợ giảm giá cho bác nhà mình. Anh Đức Trần ơi, để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho anh về Vios 2013 nhé. 2013 cũng chỉ có trên 200 thôi, đời nó cao cao một chút đi cho sướng ạ. À, mà bản E lại còn xe gia đình, đi có 9 vạn mấy thôi, xe chuẩn zin 9 vạn mấy thôi ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Rio số sàn 2015 biển 17 đây. Giá chào bán là 310 triệu đồng. Hôm trước có màu trắng và màu bạc thì bác đã hợp với màu trắng để bán màu trắng trước rồi, còn màu bạc thôi ạ. Còn bên đây là một chiếc xe Vios đời 2015 nhé. Vios đời 2015 bản E, 2015 thì sẽ vẫn là máy đen các bác nhé, vì cuối 2016 mới lên máy trắng. Nhưng em này cũng lên form rồi, không phải là form cũ nữa đâu. Màn hình Android cảm ứng này, vô lăng thiết kế 3 chấu túi khí an toàn. Táp ly nội thất bên trong là hai màu đen và kem cho em ạ. 4 bánh đều trang bị phanh ABS này. Bản E xịn Vios 2015 345 triệu bao hồ sơ. Và bớt thêm cho các bác nhà mình. Máy số zin 2015 luôn nhá. 2013 đã zin rồi thì 2015 còn trên cả zin luôn. Đây các bác này. La răng thể thao xi nhan trên gương, 4 bánh trang bị phanh ABS đầy đủ cho em rồi. Một chiếc xe có quá là nhiều option luôn. À không có quá là nhiều option nhưng mà bền bỉ nhá. Bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, Toyota Vios 2015 đây ạ. Biển 22 nhá. Tập lái thì có Spark 98 triệu, Daihatsu Matiz, một chiếc xe Daihatsu Matiz bản nhập. Bình thường là Daihatsu Matiz là bản lắp ráp trong nước, nhưng riêng em Hương có luôn một chiếc Daihatsu Matiz bản nhập luôn. Lại còn ốp lên rất là nhiều đồ chơi luôn. Daihatsu Matiz đời 2008 bản nhập khẩu, số sàn em đang chào bán là 80 triệu. Lên đèn bi salon này, đèn gầm cũng là đèn bi này, xin nhan trên gương đầy đủ, à đèn nét trên gương được bác chủ cũ độ lên nhá. Nhưng điều đặc biệt là em này nó không nằm ở máy số đâu, vì máy số em này chất rồi. Mà điều đặc biệt nó nằm ở cái củ số của xe này, như một thanh kiếm nhật luôn. Bác nào yêu thích sự độc đáo thì em sẽ để nguyên. Còn bác nào không thích chiếc xe mà có cái thanh kiếm mà làm củ số như thế này thì em sẽ cho về nguyên bản củ số, có đủ các số cho các bác nhà mình dễ nhìn nhá. Một chiếc xe tập lái đây, 80 triệu lên màn hình cần cảm ứng rồi. Matiz nhập 80 triệu cho em ạ. Màu trắng đẹp thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Màu trắng đẹp có Kia Morning 2016, form dáng nhỏ gọn, số sàn. Động cơ trang bị 1.2. Em đang chào bán chiếc xe Kia Morning này với giá là 215 triệu. Bao hồ sơ và còn bớt thêm. Lên màn hình Android rồi, ghế da màu ghi sạch sẽ rồi, không rách vỡ, không mục mọt nhá. Chào anh Phúc Tuân, chào anh Thanh Thuận nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Và đằng sau là một chiếc xe Ford Mondeo, một chiếc xe biển thủ đô Hà Nội nước sơn màu xanh, 4 số 1 chủ từ mới này. Một chiếc xe mà ngày xưa chỉ có cán bộ cấp cao, các bác làm bên nhà nước chính quyền mới có thể đi thôi. Ford Mondeo giá chào bán là 150 triệu, bản sedan, số tự động, đầy đủ option rồi. Cửa sổ trời, xi nhan trên gương, la răng đa chấu thể thao, đầy đủ luôn các bác nhé. 2003, số tự động 150 triệu có Ford Mondeo. Một trong những cái dòng xe các bác nhìn này, đẳng cấp nó vẫn là mãi mãi đúng không ạ? 2003 nhưng điều hòa là auto. Chân vô lăng 4 chấu túi khí an toàn. Và em này còn có cả gì đây? Cửa sổ trời đầy đủ cho em nhé. 2003, 150 triệu ghế da nhìn khá là ok luôn. Ghế lái cũng là ghế lái chỉnh điện cho em. Gương kính cũng sẽ là auto nhé. 150 triệu có Ford Mondeo. Hôm trước có một chiếc xe Ford Mondeo còn chưa kịp lên sóng đã bán luôn rồi các bác này. Hôm nay em này vừa mới về, sáng nay là mưa đấy. Nếu sáng nay mà sáng mà nắng thì cũng không còn đâu các bác ơi. 150 triệu có cho em một chiếc xe Ford Mondeo đời 2003, số tự động, xe chuẩn cán bộ đi nhá. 150 triệu với động cơ trang bị 2.5 bản lắp ráp này. Option nhìn rất là đẹp luôn. Nội thất bên trong sạch sẽ gọn gàng, máy số đại chất luôn ạ. Em chào anh Thái Phạm, chào anh Trần Văn Hùng, chào anh Phú Nguyễn Công này. Em còn có cho mình một chiếc xe nữa đây. Đó chính là chiếc xe Innova 2007 đây ạ. Innova đời 2007, số sàn xe gia đình và em đang chào bán là 255 triệu.
tay nắm cửa ốp mạ chrome rồi. Xe gia đình 207 Innova, xe đăng ký 8 chỗ ngồi. Ba dàn điều hòa độc lập tương ứng với ba hàng ghế này, ghế da căng mọng không rách vỡ nhá. Trần nỉ nguyên zin, có Innova số sàn 2.0. Thiết kế vô lăng 4 chấu và có túi khí an toàn trên vô lăng và trên ghế phụ nhá. 255 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Còn nếu như bác nào đang quan tâm về số tự động máy xăng 7 chỗ ngồi đời cao màu trắng đẹp thì em có luôn một chiếc xe Chevrolet Orlando thương hiệu Mỹ luôn. Chevrolet Orlando đời 2017 với máy số zin nhá. Máy số zin 2017 động cơ trang bị 1.8 này. Xin nhan trên gương. Giá chào bán cho chiếc xe Orlando này là 435 triệu. Điều hòa auto, điều hòa mát lạnh hai vùng cho em này, điều hòa auto tự động để lổ khởi hành start stop. Em này thì chưa lên màn hình, bác nào cần màn hình thì em sẽ bao màn hình luôn. Thích màn hình em bao màn hình luôn. Còn đây là em mua nguyên bản của bác dân, có như nào thì em để nguyên như vậy nhé. Bác nào mà thích màn hình Android to, cảm ứng to thì em sẽ bao màn hình cho các bác nhà mình. Chevrolet Orlando thương hiệu Mỹ đời 2017, số tự động, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, màu trắng đẹp, có cửa sổ trời cho em, điều hòa auto. Innova thì nó sẽ nhìn cục mịch và quê hơn một chút, nhưng mà Orlando nó sẽ đẹp hơn nhé. 435 triệu ạ. Chitong bán tải này, Ford Ranger bán tải này, Isuzu D-Max bán tải này, và mới về thêm BT50 bán tải nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều dòng xe này. Mãi báo giá mà em cũng không nhìn giờ luôn. Bây giờ đã là gần 1 giờ rồi và khách hẹn em là 1 giờ 30, anh ấy đến lấy xe nhé. Thì có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay ở đây ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều ạ. Bác nào quan tâm và hỗ trợ, cần hỗ trợ về những mẫu xe nào thì có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em 0354602790 để em được tư vấn và hỗ trợ cho các bác nhà mình. Mua bán trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng các bác ơi, nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em nhé. Và địa chỉ duy nhất ở khu vực miền Bắc em Hương giao dịch là địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh và những lượt chia sẻ, những lượt tim nhé. Em chào bác Trần Quỳnh, chào bác Phạm Bình, chào bác Minh Nguyễn và chào bác quá khứ ngủ quên này. Hôm nay em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. 11:30 và ngày mai cũng như là tất cả các ngày trong tuần 11:30 em sẽ lại lên báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.